Có một cái điều lạ là sau khi mà chùi bóng và có cái ngắn ngay chính giữa rồi của cái dải đỏ thì chúng ta ở ngoài mà dòm vô đó thì thấy rất là rõ, thì thấy nó là cái đầu của ông Hắc Hổ. Ông Hắc Hổ tức như là ông Quan Thẻ đã về, đó là báo là ứng là phải là thượng lên vào tháng 12, mà tháng 12 vào năm Tân Sửu thầy An đã tiên tri đó là chuột còn đây chưa thấy khổ đau chừng được đích con trâu phá cổng, thì con trâu nó phá cổng rồi thì không còn nó là thêm nữa, thì đến lúc đó thầy phơi chồng đóng. Thì qua cái năm năm dần này ở trong cái ông thẻ mà lộ lên cái khuôn mà của ông mới là mà Hắc Hổ đó, là chúng ta thấy hai con mắt, mà hai con mắt là ở ngoài đó chúng ta dòm vô là có hai cái bóng sáng, hai con sáng, hai cái ánh sáng trong con mắt, rồi đó là cái mặt và cái mũi và cái miệng. Thì đây là cái ông Hắc Hổ tức là cọp đen. Như vậy thì bây giờ đó là tới cái năm mà Hắc Hổ cọp đen này thì nó chúng ta chúng sanh đó là phải gánh vào cái đại nạn là đen tối thứ hai nữa, thời kỳ chỉ còn lại cái năm mẹ về dần thôi. Mà tiên tri của các ngài cho biết là hậu nhất thinh tiêu hết cù lao, nhị niên chí khổ đề lao cho người, là chỉ còn cái dần mẹo thôi. Mà dần mẹo kỳ này là ngu phùng hổ đáo miền lão lý chí mẹo dần Phật ký hiện ra, là từ đây tới cuối cái năm mẹo là chỉ còn người hiền thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ cung kính Đức Phật, Đức Thầy. Kính trình chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh. Kính thưa toàn thể chư vị đồng đạo kính mến. Hôm nay vào ngày 12 tháng Giêng năm Nhâm Dần, chúng ta lại được cái nhân duyên đi viếng nơi Quan Thẻ thứ tư. Và trước đây thì những cái việc tinh thần anh em cũng đang hướng về trong các phái hệ Bửu Sơn Kỳ Hương, cũng như được lời tiên tri của Phật Thầy Tây An sai Đức Cố cấp bốn dùng ông thẻ trong tứ trắng. Thì vừa qua chúng ta nghe đâu là ở trong Vĩnh Điều nó là ông thẻ thứ tư, được cái đồng đạo cấm cái nơi cái ông thẻ thứ tư ở trong, và nơi đó là gọi là ở nơi Vĩnh Điều. Thì không biết bao nhiêu người vô đó giếng, nhưng mà thật chắc ra thì trong cái Vĩnh Điều đó là để cái di tích thờ Đức Cố Quảng Cơ chứ không phải là cái nơi quan thẻ. Bởi vì trong cái việc mà quan thẻ đó là được cái sự Phật Thầy Tây An sai Đức Cố cấp bốn dụng thẻ, bây giờ thì được nhà nước ta công nhận là cái chỗ nào quan thẻ, chỗ nào không quan thẻ, nên trong đó thì không có cái ông thẻ, nên nhà nước không có công nhận là quan thẻ. Còn bây giờ trở lại trong cái chúng ta đi viếng hôm nay nơi ông thẻ thứ tư gọi là Nam Phương, thì nó nằm phạm vi của từ cái cầu Lò Gạch đó, là chúng ta đi về cái Lạc Quới đó là từ ở dưới cái cầu nó lên khoảng có chừng 2 km, tức là 2 cây số. Thì hôm nay đó là không phải ngẫu nhiên mà tự nhiên đồng đạo chúng ta hay là trong cái hệ Bửu Sơn Kỳ Hương để dựng lên cái âm thẻ đó. Mà trước khi muốn dựng âm thẻ đó đó là phải qua kiểm nghiệm của nhà nước, của ban văn hóa, và chấp nhận cái đó là cái âm thẻ rồi mới được dựng lên. Thì được dựng lên và ăn khánh thành vào ngày 19 tháng Chạp niên Tân Sửu. Và ông thẻ này đó là có từ từ đâu và bao lâu đó mới được dựng lên, thì theo cái lời mà ở trong cái dinh quan thẻ và những người lân cận mà trước đây thì và gần đây đó thì chúng tôi đã có hỏi sơ lược qua, thì cái ông Mười này đó là ổng là trong cái hệ phái của ông Đạo Sáu. Thì lúc bây giờ là ông có đất ở chơi nơi cái chỗ quan thẻ bây giờ là 2 mấy công, thì cái quan thẻ này nó là đào ở phía sau cái đường mương, đào phía sau thì tự nhiên gặp ông quan thẻ này.
Thì ông giữ từ trước đến nay là khoảng độ bốn mấy năm, thì ông Mười này là ông được 8 người người con, 7 người gái, 1 người trai. Và ông khi ông nhận được cái quan thẻ này thì ông về ông để trong cái thùng đạn, và khi mà ông gần chết rồi thì ông giao lại cho cái người con trai. Thì thời gian thì nói chung ra là dài dặn vậy, nhưng mà ông quan thẻ và các ngài cũng kêu phải là thượng lên trong năm Sửu, tháng 12 trong năm Sửu. Thì khi mà thượng lên rồi thì nói chung đó là ăn khánh thành vào ngày 19 tháng 12 năm năm Tân Sửu, thì vừa qua mà cách đây nó chỉ có gần đây thôi, có tháng mấy thôi. Thì không phải tự nhiên mà đem cái gốc mà ông thẻ mà đem đó, không phải. Thì qua được kiểm nghiệm của nhà nước rồi Bộ Văn hóa, ta thấy đây là đúng, là thật sự là cái lầu táo và của ngày xưa Phật tại Tây An, để rồi đó là coi đây là đúng cái ông thẻ nên mới thượng lên. Nhưng mà có một cái điều lạ là sau khi mà chùi bóng và có cái ngắn ngay chính giữa rồi của cái dải đỏ, thì chúng ta ở ngoài mà dòm vô đó thì thấy rất là rõ, thì thấy nó là cái đầu của ông Hắc Hổ. Ông Hắc Hổ tức như là ông cọp đen chứ không phải là ông cọp trắng, đây là Hắc Hổ. Thì nếu mà nói là ông cọp đó, thì bằng đêm đó là cái cặp mắt ông đó là ông rọi sáng như đèn xe hơi vậy. Cái lúc mà thời gian Đức Thầy dẫn Đức Ông đi Tà Lơn đó, thì nói chung ra đó là hai ông cọp bạch tối lại giữ cho Đức Ông, Đức Thầy nghỉ. Thì Đức Thầy mới nói Đức Ông cả ông thức gì coi, ông coi trong trên núi mà này sao mà có đèn xe hơi đâu mà sáng quá vậy. Thì ông cả mở mắt thì gặp hai cọp bạch giữ, rồi giữ cho Đức Ông và Đức Thầy nghỉ. Thì trong cái cọp là bộ vị sơn thần, mà sơn thần đó là những vị cọp mà tu đó đắc đạo và được cái sự trong liệt trong cái bài nguyện là chư vị sơn thần, chư vị năm non mấy núi, mà cái vị sơn thần nó không khác hơn là cọp mà Đức Thầy cho biết á. Thú vật còn biết tu hành náo nức, còn người sao chẳng rứt hồng trần. Việc tu hành phải giữ nghĩa ăn, mà kinh với sấm chúng dân thường thấy. Thì trong cái việc mà Phật pháp á, thì Đức Thầy hôm nay là dâng lệnh Đức Thích Ca Mâu Ni Phụ là chữ bát chánh rõ ràng trong giấy là chân truyền của Đức Thích Ca. Người tu hành cần phải tìm ra cho dân biết một đầu chánh kiến, từng chánh kiến dài dài cho đến cái bát chánh đạo mà Đức Thầy hôm nay là rút tỉa thông tin qua Phật giáo. Vì trừ xong nghiệp chướng hay làm theo 8 điều chánh, và sau khi diệt được thập ác rồi từ 10 điều lành hiện ra. Như thế ta đã đi thêm một bước cho con đường đạo hạnh, nhưng sự ấy không nghĩa đạt mục đích và hành đạo bát chánh tiếp theo. Vì đó là quyển kinh nhật tụng, cũng như những ai muốn thoát trốn là tấn triển cho con đường giải thoát, muốn tấn triển là trên con đường giải thoát thì chúng ta phải hành theo đạo bát chánh, thì đó là quyển kinh nhật tụng. Còn trở lại cái năm nay thì cái năm Nhâm Dần mà bốn mươi mấy năm trôi qua như vậy, thì cái ông Mười này ông giữ mà sao ông không là không thưởng lên năm nào. Thì cái nhà đây tới cách ông Mười đó thì nó cũng mấy cái số, phải gần đây, nhưng mà đôi khi nhiều người ta muốn đi ra ngoài để dựng lên cho đó để thờ quan thể, nhưng mà các ngài không có cho, thì bắt buộc phải là ở nơi cái điểm mà ngày xưa ông Mười ông nhận ở đâu, thì bây giờ đó là phải dựng cái quan thể tại đó. Thì đang dựng cái quan thể là ở tại chỗ cái Nam Phương, bây giờ thì được cái nhà nước công nhận nó để là dinh quan thể. Thì bây giờ đang khẩn trương là đang tiến hành bắt cầu và dựng cái nơi ngôi thờ của Lâm Đình thờ cái quan thẻ rồi, rồi cổng đồ làm hết rồi. Bây giờ sắp đến là sẽ mở thêm vài cổng đất để mở những cái nơi thờ tự, bởi vì đây là trong cái hệ Bửu Sơn Kỳ Hương là những cái mà các ngài đã vì đại nguyện thương chúng sanh. Đức Thầy chúng ta hôm nay cũng là từ Phật Thầy Tây An trở lại đến Đức Thầy cho biết. Lời của người Di Tịch núi Sam chớ chẳng phải bài điều quyển hoặc. Vậy thì Đức Thầy đó là ngài đó là từ ở nơi Phật Thầy Tây An ngài trở lại, là khi ngài ở núi Sam đó rồi ngài mới trở lại đến Lâm Phàm thì kỳ chốt này.
Tại vì đó là nhân duyên mà Đức Thầy giúp chúng ta và tất cả nhân duyên năm châu thế giới này đó, mà Thầy nói cùng thù đáp với linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành đến ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão ta hóa hiện ra đời được cứu độ chúng sanh. Thì lúc Phật Thầy Tây An đó, Ngài về tại làng Thế Sơn mở chạy ruộng chạy rẫy, thì lúc bây giờ là Ngài cũng chính là gỡ là xương cho cọp. Mà cọp đó là nói chung đó là làm trong 12 con giáp, cọp là hung dữ nhất chứ không có nào mà hung hơi hơn con cọp đó. Thì cái năm mà cọp năm nay thì chúng ta thấy là đi vào cái khi cọp mà mất xương rồi, cọp đang lộ lên ở trên cái ông thẻ, thì trong cái tứ trắng đó là một là Vĩnh Hành, hai là Vĩnh Thịnh Trung, ba là Vĩnh Tế, và bốn nó là ở nơi cái ông thẻ Nam Phương đây, đó là nằm về thuộc loại gạch, nó cũng là trong cái xã Lương Phi, nằm giáp với cái xã Vĩnh Phước. Thì chúng ta nên thấy biết rằng là tất cả gì cũng do cái cơ trời ấn định, mà Đức Thầy chỉ biết là rốt cuộc tương lai do quyết định mà phương trời sa thẩm nắm quyền quay. Vì vậy thì đầu ngưỡng vọng đất trời minh chứng tấm lòng thành quyết dựng đạo đời, đạo thì cũng dựng mà đời thì cũng dựng. Vì vậy thì cái qua những cái thời gian mà ấn định cho chúng ta đó là các ngày nuôi dưỡng nó hết rồi. Tại vì cái thời kỳ này là cái thời kỳ đó là đưa chúng nhân loại chúng sanh là vào một cái giai đoạn là phải trả quả. Mà trả quả rồi thì chung ra là ầm ì, mà cái khổ cái trả quả kỳ này là khổ đài đi tới như tên. Vì thì bây giờ đến cái thời kỳ khi mà trả quả rồi thì chúng sanh đó là khởi như chết không thể tả nổi, mà để Thầy cho biết á. Khổ giới thảm ngày nay có mấy, sợ mai sao dởm thấy bay hồn, trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu núi sườn tha thiết. Trần giới thế bây giờ nào biết, chừng nhìn xem hư thiệt mới tường. Vậy thì tới cái cơ diệt rồi thì chúng ta thấy rồi thì thấy chúng ta tu kịp. Nên đó làm sư giảng khoa cho biết á, là tai họa trời giáng xuống lăn xăng, nạn nước, nạn lửa. Bây giờ tới nạn nước chưa? Bây giờ tới cái nạn nước đó, là cái nạn đó là bây giờ nó đang báo động về cái tình hình, nó là động đất ở thằng Toga là nơi Nhật Bản. Rồi bây giờ nó cho biết là khi mà động đất đó là cái tiếng nổ đó là bằng 60 quả bom nguyên tử ngày xưa mà khi Mỹ nó bỏ bom bên Nhật đó, thì khi động đất rồi thì gọi là sóng thần. Thì bây giờ đó là nước mà dâng cao đến đổi là ngày xưa Đức Thầy gọi Tổ Đình nói như Út Vốt đó, dẫn ra sau hè đó là Tổ Đình đó, là Đức Thầy nói là sau này đến cái ngày Đại Hồng Thủy đó là nước lên chân ba cây dầu. Thì khi mà cô Năm Biên còn ở Tổ Đình là khi tiếp thu rồi đó là xin đúng cây dầu đó mà đo từ ở trên cái dầu đó mà đo tới cái dưới chân đó là từ dưới chân đo lên cái chân ba đó là 28m5. Như vậy thì bây giờ đó là nặng nước rồi nặng lửa. Sau khi cái nước dưng này rồi phải dùng lửa đó là thiên đốt bờ đất này cháy rụi chúng ba tắc. Mà Đức Thầy cho biết á, dân thù Bồ Tát từ bi chèo thuyền bát nhà cứu thì trần gian, gió đưa lướt sông bờm loan rước người tu niệm sẽ sang phỉ tình. Ai mà ta dài chẳng dình thì sao, đừng trách mất tình yêu đương. Vậy thì chúng ta không nghe lời dạy của Thầy và không gìn giữ lực thì chúng ta không được Thầy yêu thương. Nên vì lẽ đó mà Đức Thầy chỉ biết là giảng kinh đọc tụng chiều mai làm theo lời chỉ ngày rày gặp ta, hay là ráng nghe lời dạy của Thầy để chừng đến việc kiếm Thầy khó ra. Tây phương Thầy lại quá xa nên ta mới nói cạn lời dân nghe. Dầu ai tài phép bài phe ham linh ham nghiệm, sợ em ăn nghèo lựa cho phải cột phải kèo phải dai phải dế mà theo kiểu lầm. Ngọc kia ẩn dạng khó tầm, chọn nơi chân chánh mà khỏi lâm khổ hình. Thì bây giờ nặng nước nặng lửa, mà nặng lửa kỳ này đó Đức Thầy cho biết á, kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cầu. Như vậy thì bây giờ đó là kẻ tà gian sẽ bị lửa thiêu, mà lửa thiêu kỳ này đó là kẻ tà gian sẽ bị lửa thiêu là kỳ này đó là tiêu sắc tiêu hồn.
Vậy thì đến chừng đó nó thầy nó phải có một phương mà có vật đâu, mà đức thầy đã tiên tri đó. Đến chừng đó bóng phương có vật khắp hoàng cầu, thiệt thiết tha tha, vậy sớm mau kiếm chữ ma thì Phật cứu khỏi nơi khỏi lửa. Vậy thì bây giờ đó, kỳ này chỉ có ông Phật cứu cho mai cứu đó, mà cái này thầy trở lại là cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đó sao tiêu diệt. Như vậy thì bây giờ đó là nạn nước và nạn lửa, rồi nạn băng trái nó thêm phần con nít. Bây giờ đó là cái nạn băng trái mà kỳ này gọi là cái nạn đó là âm binh đó, là cái nạn dịch tả đó. Thì theo lời tiên tri của ông ba đó, vật tằn có chỗ đó, vật thổ có nơi, mà loạn động binh trời đó không phương nào trốn. Như vậy thì bây giờ nạn âm binh nẻ tóc từ nhà, cái nạn âm binh kỳ này đó là từ nhà luôn á, hùm tha sáu bắc trẻ già thương ôi. Như vậy thì bây giờ đó là cái âm binh kỳ này đó là nẻ tóc từ nhà luôn. Nếu mà chúng ta có tu, có niệm Phật, có làm lành thì sẽ được đó là cái ngày che chở, còn nếu không thì coi như là cái ngày cái là đưa ra cái bệnh ôn dịch đó hen, là chết á. Mà thầy chỉ biết là bệnh ôn dịch thường hay ói mửa, mà dương trần chẳng chịu kiên dè, qua năm dê đến lúc mùa hè trong bá tánh biết ai hữu chí, ta chịu lĩnh Tây Phương thổ khí mà dình Nguyệt Long nó cứu dương trần. Như vậy thì bây giờ nặng nước nặng lửa, nặng băng trái thì phần con nít, bởi vì đó là cái kỳ này là cái kỳ mà con nít là cái bệnh băng trái rồi cái bệnh dịch tả. Mà cái bệnh này không riêng về cái người lớn tuổi hay người nhỏ tuổi, yêu cầu mà nó nhập vô cơ thể rồi đó là chúng ta sẽ bị hoàn cảnh là bị trả quả. Mà thầy chỉ biết là từ đây hơi ốm hay đau, ráng tu đem được Phật vào trong tâm, thì đến lúc bây giờ đó là cái tuổi đời, là cái tuổi là còn son trẻ, cái tuổi xanh, thì ai ai cũng là hướng về cái việc danh lợi, cuộc sống, gia đình, hạnh phúc, tiền bạc, xe cộ, tàu bè, đất cát. Đó là cái sự sống của mọi bao nhiêu cái người thế gian. Nhưng mà thế rồi thì bây giờ cái tuổi xanh đó cũng không thể lập được cái sự doanh nghiệp, rồi không có lập được những cái sự giàu có, mà đây là chiêu chung cho hoàn cảnh rồi. Đức thầy đã than một câu là ôi cả sang hèn chẳng ai thông thả, sao nhân sanh cứ mãi đắm say, chẳng tu thân đặng dựa Phật đài, cho thông thả hưởng mùi sen bao. Vì thì bây giờ đó là từ xưa đến nay thì cái người giàu thì nó phải sung sướng hơn người nghèo, nhưng mà cái kỳ này đó là ôi cả sang hè nha thông thả đó, cái người giàu cái người nghèo cũng không thông thả. Thì bây giờ đi vào một giai đoạn là nghĩa là cảnh thế gian dường thể chốn lao tù, trong biển khổ mấy ai mà thoát nặng. Thì cái ông giàu thì bị nhốt cái bệnh dịch vừa qua cũng trong tù, rồi cái ông nghèo cũng ở trong tù không đi đâu làm ăn được, thì cũng là đồng số phận là chúng ta ở trong tù và cả sang hè cũng mang trong thả. Như vậy thì con người khi giác ngộ được chân lý đó, chữ cách là sớm về cõi Phật an thân, kẻo kiếp phong trần dài gió vàng sương. Vì thì chỉ có về có Phật mới an thân thôi, còn cảnh đời này là chúng ta chịu khổ chịu đau thì phải chịu quả, phải trầm lưng mà cái kỳ xã tội nó còn một lúc rồi. Là sao chẳng tu nó có hưởng nhờ, gặp chẳng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bóng kiển giống chi hưởng nấy. Vậy thì bây giờ đó là bá gia mau kiếp lo âu, để sau đối đầu chẳng nặng toàn thay. Như vậy thì bây giờ đến chúng ta đang đối đầu rồi, rồi nào là cờ đã thắt còn chờ nước chiếu mà còn ăn con chốt làm chi, ai là người quân tử tu mi phải sớm xử thân mình cho vẹn, chừng lập hội khỏi thù khỏi thẹn, với Phật tiên cũng chẳng sai chi, lời cao siêu xin hãy gắn ghi, mà ta ra sức chất nhiều bá tánh. Như vậy thì bây giờ đó là ông quan thẻ đã về đó là báo là ứng là phải là thượng lên vào tháng 12, mà tháng 12 vào năm Tân Sửu. Như vậy thì bây giờ để thầy cho biết đó, trên cùng dưới xưng dày một buổi, dựng 12 mai rồi mới hay, đế dương xuất thế là ngài, dẫu thân bệnh trị trong ngoài âu ca.
Như vậy thì bây giờ đó là cũng là trong cái tháng 12 dựng lên, nhưng mà theo lời tiên tri của cái ngài cho biết á là tháng 12 nấc khó biết Âu, từ Tý chí hợi biết Đông Mai chiều, là Tý là cái năm 2020, rồi Sửu, rồi Dần, rồi Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tức, Hợi. Thì trong 12 con giáp này thì bây giờ đó là chúng ta vừa qua đã gánh một cái đại nạn rất lớn là vào cái năm Tân Sửu, thì năm nay là chúng ta là hưởng năm nhâm dần, nhưng mà ông đó là thẻ số 4 đã hiện về là phải dựng vào năm đó là Tân Sửu, bởi vì đó là Phật thầy Tây An đã tiên tri đó là chuột còn đây chưa thấy khổ đau chừng được đích con trâu phá cổng, thì con trâu nó phá cổng rồi thì không còn nó là thêm nữa, thì đến lúc đó thầy phơi chồng đóng. Thì qua cái năm nhâm dần này, ở trong cái ông thẻ mà lộ lên cái khuôn mà của ông mới là mà hắc hổ đó, là chúng ta thấy hai con mắt, mà hai con mắt là ở ngoài đó chúng ta dòm vô là có hai cái bóng sáng, hai con sáng, hai cái ánh sáng trong con mắt, rồi đó là cái mặt và cái mũi và cái miệng, thì đây là cái ông hắc hổ, tức là cọp đen. Như vậy thì bây giờ đó là tới cái năm mà hắc hổ cọp đen này thì nó chúng ta chúng sanh đó là phải gánh vào cái đại nạn là đen tối thứ hai nữa, thời kỳ xả quả. Nhưng mà qua cái năm trâu đó, cái năm con trâu đó thì theo lời thiên tri ông ba cho biết rằng là ai ơi chứ khác ở trâu, cái sừng nó quặt nó bâu nó đâu bể mình, là chỉ có bể mình thôi. Còn qua cái năm dần này đó thì theo lời tiên tri của ông ba cho biết là sàn nhiều dần à, cái năm con trâu mới quạt thôi thì là bể mình mấy trang, còn qua cái con đó là cọp này là sàn nhiều dần, nghĩa là sàn đó là nhiều dần, tất nhiên là nhiều cái chịu chúng sanh bị trả quả. Nhưng mà nãy chúng tôi đã đọc là nạn nước nạn lửa đó, nạn băng trái thì bằng con nít đó, nạn chìm ghe lõ bắt tôm, nạn hổ lang thú hết hồn. Hổ lang là vật của năm cọp này mà chúng ta phải thấy hết hồn đó, nạn vật giả chạy đà cống cẳng mà té ngã lăn đó, chứng thẳng như dùng thì vật có năm cọp rồi, nguy hiểm rồi, chúng ta thấy không thể nào mà không tả nổi với cái năm năm cọp này. Nên ông tiên tri của ba cho biết là sàn nhiều dần, qua cái năm cọp mà này ông sàn nhiều dần lắm, mà nhiều bạn à, thon giòn là cái người còn là ít lắm, mà còn chỉ người tu thôi, lọc lừa gạo cội đó như son đỏ đều, thì cái người nào còn trên vàng đó là cái trên sàn đó là cái người đó là như son đỏ đều. Nên Đức Thầy cho biết á, các chư Phật từ đây lựa tuyển coi ai là đức hạnh hiền từ, là từ đây mà các ngài lựa và tuyển thì coi là đức hạnh hiền từ thôi, chứ còn ngoài ra là nghĩa là đến cái khổ chúng sanh rồi đó, thì nói chung đó là chúng ta phải đứt từ đoạn ruột rồi, phải khổ trong cái hoàn cảnh là chết không thể tả nổi. Mà cái cảnh đời này mà Đức Thầy cho biết đó là đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thây nằm bằng non, cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia. Nên ông ba ông tiên tri là đạo vợ chồng con cháu buộc đùm ngủ mê thức dậy đứt đùm không hay, hay là cột chặt áo chưa chắc vợ chồng ngủ mê thức dậy cách lòng không hay. Như vậy thì bây giờ đó là từ đây sắp đến thảm thê cha lìa con nọ mà vợ kia xa chồng. Như vậy thì qua cái hoàn cảnh này mà câu huân thần phụ tử ra rời rồi, nào là chúng ta tìm hạnh phúc ở thế gian này, những cái tình cảm vợ chồng, những hạnh phúc đó là cái ngày lễ thành hôn, người ta chúc cho đôi trẻ được trăm năm hạnh phúc, nhưng mà thế rồi cũng có hạnh phúc đâu, lê quay rồi vợ chồng cũng thôi ra tòa ly dị, cũng quánh đập với nhau đó là đổ máu, rồi bây giờ đó là biết bao nhiêu những kiểu là sớm riền, rồi cha mẹ buồn rầu, rồi tình nghĩa phu thê chia lìa, rồi con cái ly tán, thì đó cái cảnh đời này là hồi xưa giờ nó định lực nó dĩ rồi, không cách nào khác được đó, mà chỉ có cái tình yêu đạo Phật là tình yêu cao nhất mà Đức Thầy cho biết á. Biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Như vậy thì bây giờ là khi mà cái ông thẻ số 4 này mà lộ ra rồi thì nó đã đủ là tứ trắng rồi, Vĩnh Hành, Vĩnh Tế, Vĩnh Thành Trung, và ở nơi đây là ông thẻ Nam Phương, tất nhiên là nơi năm căn là nơi cái khu vực của nơi Lương Phi và nó giáp với cái ở Vĩnh Phước. Vậy thì khi bốn ông thẻ này đó là khi mãi rồi thì Đức Thầy cho biết á, kẻ hiền đức sao này được hưởng phép thần linh
của Đức Di Đà lại được gần bể Ngọc Long Sa, coi chư quốc tranh giành châu báu. Vậy thì bây giờ coi chư quốc tranh giành châu báu là 18 nước kéo vô, nhưng mà chừng nào tới cái đó, khi nào mà núi nổ rồi thì đến cái lúc là cái cột cờ khi mà dựng lên rồi thì cột thủ lư á ở trên vùng núi Cấm đó, là nói chung đó là sẽ hào quang chiếu khắp Nam Bang à. Cái khi mà núi nổ là dựng cột cờ lên là 36 ngàn mét, trên đó có cột Ngọc Thu Lư là rọi trên 18 nước đều thấy hết. Thành thử ra đó là phương Nam rạng ngọc chói lòa, lưu ly phổ phách mái tòa đầy cung, dành cho kẻ lòng trung trấn trực, quân cùng thần nấu nức vui tươi. Liên hoa đu nở nụ cười, rước tôi lương đóng chào người chân tu, thế gian thoát chốn ngục tù, thần tiên hiệp mặt thì cụ Quả Lâm. Hay là nghĩa là nơi cái vùng mà đất nước Việt Nam chúng ta, thì là ngài cho biết đó, là ông ba cho biết đó là hào quang chiếu khắp Nam Bang, đủ châu ngó thấy tan quan xâm làng. Thì năm nay là cái năm là nguy hiểm rồi, ông thẻ đó là số 4 đã dựng lên rồi, mà trong cái ông thẻ là lộ thêm cái con cọp, mà con cọp rất là quan trọng cho cái năm dần. Mà cái năm dần này thì nói chung đó là Đức Thầy đã tiên tri trước rồi đó. Đức Thầy cho biết đó là lối thôi quá chậm trong đường thẳng, trễ nải khó qua, nẻo cọp xà. Vậy thì cọp đó là chỉ cho năm dần mà xà tháng tư, thành thử ra gì đó đó mà ông ba cho biết đó là thình tỵ sức long chiếu cố, dặn thời quán thố tráo miêu, thấy cuộc thế chẳng tiêu mà tiêu mới lạ, bàn điểm ấy cực kỳ nhược dạ, e nhân sanh thọ quả bất an, bàn điểm ấy thật tiêu tan mà người thiệt gian lâm nạn. Còn ông Phật Trần cũng cho biết thêm đó, tưởng chừng những việc còn mơ, Phật trời đã định á, 1 giờ thì xong, 1 giờ một là xong. Còn thầy cho biết á, muôn thu thiên định khắc kỳ, hạ nguyện sắc lệnh khai kỳ long quang. Nếu mà cái giờ mà khai sắc lệnh đời chúng ta cũng tu đâu có kịp, bây giờ chúng ta tu còn kịp, nên đức thầy cho biết á, coi ai có chứa bầu nhiệt huyết dùng đạo màu cửa giấc sanh linh, nếu để chờ sấm nổ giang thân, e bá tánh ăn năn đã muộn. Vì thì cái giờ đó mà chúng ta đã phát tâm tu thì cũng đã muộn rồi, còn ngay giờ phút này là thời kỳ ăn xá tội đó, là nói chung đó còn nuôi dưỡng chúng ta, còn mà đến cái lúc mà nổ rồi chúng ta tu không kịp. Vì lẽ đó mà trong cái thời kỳ này là cái thời kỳ là khuyên bổn đạo lập thân nuôi chí, đang chờ ngày ý kiến mặt trời, hay là tín nữ thiện nam dình mối đào, dầu cho lăn lóc ráng kiên trinh, kiện trên mà chịu lúc đàn tay, dẫu có gian nan giả chớ này, vàng đá bão phen cơn nước lửa, chỉ thao lắm chuyện lúc non hài bên gác, chờ đợi ngày sum hiệp, gắn chí trong mong bữa tiệc khai, thiên địa tận quần gom một mối, phạm trần vạn kiếp kiếm bồng lai. Gì thì nó gom gì biển đông quá vậy, mà để thầy cho biết á, còn một cuộc chiếu manh dành sẽ khắp hoàng cầu ở ra mọi nơi, dòm xem châu ngọc chiều mai, sao đời không sớm tách rời cõi mê, để đến việc thảm thê thê thảm mắt phàm trần, tường lãm bi ai cũng đồng cốt nhục hoài thai,
nên ta sức miệt mài dài khuyên. Thơ giới phú thần tiên giáng, bút bởi cơ trời đã thúc bên lưng. Không tu chừng khổ cùng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng toại thái. Vậy là không tu thì chịu khổ cũng ưng, mà quý vị thấy ưng mới chịu chưa? Nghĩa là cái bệnh dịch vừa qua rồi, giàu hoàn cảnh nào thì quý vị phải chịu đó. Cách ly gia đình, đời tình nghĩa là chồng vợ chia lìa, rồi đó là chết phải bỏ lại bao nhiêu cái người thân. Mà để thầy cho biết á, là sông dưới núi trước kia bắt ngó, khi chết rồi thì nó đằng nào. Ai biết đường mà sớm tạo đào, kiếm đạo lý mà nhờ mà nhỏ, chỉ có còn đạo lý mà nhờ mà nhỏ thôi. Còn cái tất cả cảnh thế gian này nó sẽ đưa đến một giai đoạn là cực kỳ, mà để thầy cho biết á. Khắp thế giới bình lương cửu túc, quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau. Thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái động tình rơi nước mắt. Tiếng ai bi thở than díu, dắt khắp đông tây nam bắc chiều âu sầu. Người lương hiền chờ giọt mưa ngâu, kẻ bảo ngược thừa cơn nguy thủ lợi. Vậy thì tất cả cái đời này là chúng ta thấy rằng là đi vào giai đoạn là chúng sanh mới trả quả. Mà trả quả kỳ này đó hắn là năm châu thế giới được trả một lượt. Mà để thầy chỉ biết là bay hồn khi vía kể từ đây. Nhắn gửi cho ai dỗ trách thầy, trời hạ năm dê chưa nửa nửa từng quần, mới tạo cũng lần say thiện tính rõ chân thầy. Chớ nắm tánh phàm cho dỗ quay, ngày lũng tháng qua năm sẽ đến, trẻ già sẽ thấy cái hay hay. Mà hai hai năm nữa mới thỏa lòng phay, nó chẳng thì ra dỗ trách thầy. Muốn sớm tặng tặng nhìn e úa rụng, trì tâm tu niệm để rồi đây úa rụng xót lòng thai, uổng tiếc công trình bấy đến nay. Vậy thì giờ này là chúng ta chỉ còn có đường đạo duy nhất là ráng lo tu niệm đặng thầy cứu cho, hay là đợi cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời. Nữa sao tới việc biết đời, bây giờ chưa thấy nó thời chưa tin. Vậy thì còn lại cái năm mẹ về dần thôi, mà thiên tri của các ngài cho biết là hậu nhất thinh tiêu hết cù lao, nhị niên chí khổ đề lao cho người, là chỉ còn cái dằn mẹo thôi. Mà dằn mẹo kỳ này là ngu phùng hổ đáo miền lão lý chí mẹo dằn Phật ký hiện ra, là từ đây tới cuối cái năm mẹo là chỉ còn người hiền thôi. Mà Đức Thầy đã nói trong cái bài Đại Đạo Dấu Văn Văn Bất Tri đó, khai năng bạch phát đại hà thi, vinh qua phú quý chung quần mộng, kỳ cát quy niên thấu nhất kỳ, là chỉ đến hai năm mẹo thôi. Mà kỳ này đó là ngao đầu chiếm bản trung thu lập đời, thì từ cái năm dằn này cho đến năm mẹo là chỉ còn là cái người tu thôi. Thì hôm nay cái dân duyên chúng ta được lên giếng cái thệ ông thể chú Tư, còn trở về đây là cái Ngọa Long Sơn, là cái nơi đó là điện Tàu Cao. Được cái sự hân hạnh là hôm nay gặp gỡ toàn thể quý vị trong cái nhân duyên gặp gỡ hôm nay, vào cái ngày 12 chúng ta đi giếng nơi cái dinh ông thể. Và chúng tôi xin nguyện cầu trong cái quý vị nghe cộng đồng mạng và các nơi nghe được cái sự lời trao đổi hôm nay, cũng hướng về con đường Phật Pháp và tu hành và kịp thời kỳ Long Quan Hội, và nói chung và nói riêng toàn thể đồng đạo chúng ta có mặt hôm nay luôn luôn được điều khỏe mạnh và tinh thần sáng suốt, nhận định được chân lý chánh tà và tu hành đến ngày thành công đắc quả, khi diện Đức Thầy trong ngày Long Hoa Đại Hội. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.